Hai và sau một quá trình di chuyển thì Long cùng với con gái đã di chuyển trở về với là điểm du lịch Thác Kem. Đây là bắt đầu vào cổng Thác Kem đấy bạn. Và chúng ta bây giờ sẽ di chuyển vào phía trong để khám phá cái Thác Kem cũng như là cảnh đẹp ở phía trong như thế nào các bạn ha. Và đây bây giờ là Long sẽ vào quán đầu tiên ở đầu cổng. Đây là gồm có những quán đồ ăn vặt cho các bạn ha. Quán này quả gì đây em? Quả gì đấy? Quả mần. Quả mần hả? Cái mần này thì lấy ở đâu về mà quả hay thế này? Mình con cuốn á chị. Con cuốn hả? À mứ chứ hay là mần? Mần. Quả mần à? Quả mần sao nhỏ. Chua chua ngọt ngọt. Quả mình vào mua du lịch thì bán những cái mặt hàng gì hai em? Bim bim nước ngọt đồ ăn vặt thôi đúng không? Rồi ok, anh chào hai em nha. Hai em nhỏ không đi học à, vào đây chơi ta. Được nghỉ hả? Và bây giờ Long sẽ di chuyển sang quán bên này. Quán bên này cũng là đồ ăn vặt các bạn. Ngoài những đồ ăn vặt này có bán cái gì nữa không cô chủ nhỏ? À, có chứ. Mua này thì chưa đưa vào đây đủ thôi. Mua này chưa đưa vào hả? Là hiện giờ là có hai chị em bán ở đấy đó à? Dạ. À thì à. À, thế thì vào mua chính thì là chúng ta sẽ bán những mặt hàng gì? Cũng là đồ ăn vặt nhưng mà nhiều đồ nó phong phú hơn đúng không? Dạ. Là hiện giờ là em đang còn chế biến cho khách đặt đây đúng không? Dạ. Đây đồ ăn vặt đây các bạn. À, đây là quán thứ hai phía ngoài cổng vào. Các bạn nào mà muốn ghé thăm Thác Trái Kem thì ghé tới quán ăn vặt để ủng hộ cho hai chị em xinh gái ha. Rồi. Em chủ quán tên gì? Tên Thơ. Tên Thơ hả? Dạ. Rồi ok, bạn nào ấy đi vào ủng hộ cho Thơ xinh gái ha các bạn. Đây có cả nước mía cho đầy đủ luôn. Rồi bây giờ anh chào hai em nha. Còn phía lối bên này là có xe máy xe ô tô điện, tức là cái xe điện này là để di chuyển khách từ xa, từ ngoài cổng thu mua vé trở vào Thác Kem các bạn. Cái xe này một lần di chuyển bao nhiêu tiền anh? Một người 20.000. Một vé bao tiền à? Một vé 20.000 cả lá cả vào. Cả lá cả vào là một người đó. 30.000. À thế à. Đấy, du khách gần xa là tới đấy là chúng ta sẽ được trải nghiệm đi xe ô tô điện ha các bạn. À là một lần di chuyển như thế này thì bao nhiêu người được anh? Một lần một chuyến được 7 người. Một lần được 7 người. À thế ạ. Vì đường này là đường hẹp cho nên xe to sẽ nhiều chỗ là không di chuyển được. À thế ạ. Mình dùng xe nhỏ này để tránh nhỏ và người đi bộ nữa. Dạ. Trung tâm vận chuyển của mình thì gồm có bao nhiêu xe như thế này? Ta có 6 chiếc. 6 chiếc. 6 chiếc kia có đủ để vận chuyển khách du lịch vào chỉnh mùa không? Đủ. À thế ạ. Dạ rồi em cảm ơn anh nha. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong này kìa. Chào anh. Dạ. Hello. Và bây giờ là du khách đầu tiên của đội du lịch Pháp. Tôi cùng với người đã trở về với là Thác Kem. Bây giờ là Long sẽ di chuyển vào trong trước ha. Một chút xíu nữa để đón nhận để tiếp đón đội du khách của Thác Kem. Ở đây vào ban đêm là rất mông mơ các bạn. Nhìn đẹp lắm. Nhưng hôm nay là trời có mưa, thời tiết nó hơi lạnh đấy các bạn. Vào mùa hè thì vào ở đấy thì các bạn cứ hình dung tưởng tượng ra là giống như một cái điều hòa khổng lồ. Mình nói như vậy thì các bạn có thể hình dung ra rằng không khí ở đấy rất trong lành và rất ghi là mát luôn. Ở đấy là gồm có hai bên đường là những cái cây to khổng lồ thẳng dài luôn. Mình sẽ phóng to ra cho các bạn nhìn thấy những cây gỗ rất đẹp luôn. Dài, cao to khổng lồ nữa các bạn. Hai bên đường, bởi vậy là nó tạo cho ra chúng ta một cái môi trường là trong lành và mát lành như vậy. Mát ở cái khí hậu, cùng bên cạnh đó nữa là những dòng suối trong xanh. Nó trải dài giống như kiểu mà một cái gì các bạn ạ, một dải lụa từ trên đỉnh núi trở về thác đổ xuống dưới một cái thác có thể nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây và sau một quá trình di chuyển một quãng đường đó là đi xe gọi là xe điện đấy các bạn thì Long đã di chuyển vào bắt đầu vào của Thác Kem. Khách du lịch đang còn chuẩn bị cho mình một cái không khí mới đấy các bạn. Và bây giờ Long sẽ di chuyển lên lối phía trên này ha. Hello. Hello.
Và đấy là khách du lịch từ nước Pháp trở về đấy cùng tham quan du lịch cùng với là huyện Con Cuông đấy các bạn. Hola Mexico. À Mexico. Mexico. À thế. Hello. Hello. Very nice country and the people is really nice. I'm very happy in here. Lắm không hiểu. Dạ. Và bây giờ là Lóng sẽ di chuyển nổi thế này. À, bây giờ trước khi vào Thả Kem thì chúng ta sẽ được cuộc bộ với một trong những chiếc gọi là thang bằng băng đá, ghép lại băng đá luôn các bạn. Nhìn thật là dẫn dạng, cũng như là có một cái gì đó nó thú vị khi với những bạn nào muốn trải nghiệm những cuộc sống của núi rừng thì là trở về đấy. Đó là một trong những cái lựa chọn gọi là tuyệt vời nhất đối với tất cả các bạn luôn. À, phía trước Lóng đó là con gái của Lóng đấy. Lina. Phan Lina. Đây, đây con gái của Lóng. Xin chào. Tên gì? Tại vì hôm nay là thời tiết nó không được nặng như mọi ngày. Bởi vậy là khi vào đấy là có một cái màu là hơi tối. Hơi tối bởi vì là thiếu ánh sáng đấy các bạn. Con chưa bầu. Đi từ từ không bổ thật đấy nha. Khi chúng ta đi ở đây là sẽ được di chuyển những chiếc bậc thang được ghép bằng đá. Cảm giác là nó rất là thú vị đúng không các bạn? Phía trên kia là có khách du lịch, còn thế giới này cũng có luôn. Rồi và bây giờ là Lóng đã di chuyển tới thác. Đấy là một trong những chiếc thác có thể nói là đẹp và cực kỳ tuyệt đẹp luôn các bạn. Đấy. Đấy, con gái mình có một cái cảm giác là cảm nhận như thế nào khi được về đây? Đẹp ha? Thích không? À, có. Rất thích. Đấy, đấy là con gái của Lóng. À, cảm nhận của con gái Lóng là thích và rất thích. Đẹp không? Giống như trong mơ luôn đúng không? Đấy, nước chảy từ trên đỉnh xuống luôn các bạn. Và đây là Lóng sẽ quay thì dưới khung cảnh ở dưới này cho tất cả các bạn biết luôn nha. Lina ơi, tôi không bổ đâu, bổ dần đi. Đây là những chiếc câu được ba con selfie cũng như là chụp ảnh giữ lại những cái kỷ niệm đấy. Và bây giờ là hai bộ con Lóng sẽ di chuyển xuống phía dưới này để khám phá cái khu vực dưới này nó như thế nào cho các bạn biết nha. Bồi dắt. Đây là một đôi nam nữ đang selfie để giữ lại kỷ niệm cho các bạn đấy. Di chuyển cực kỳ khó không ạ? Đấy, hai bạn trẻ, hai bạn ở đâu đến? Hả? Ở đâu? Em ở gần đấy hả? À được. Anh ở Mỹ Đức Trinh nữa hả? Ừ. Đây, và đấy là con gái của Tộc Long Hành nha. Đâu, cảm giác như thế nào khi được trở về với Thạc Khai Keo? Cảm giác rất vui, cực kỳ vui. Ngoài vui nữa có cái gì nữa không? Thích thú và không nghĩ được ra. Lần đầu tiên được trở về đấy là cảm giác là cảm thấy là rất khoái. Với một không khí mát lành như thế này thì Lina có thể trở về lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư được không? Có thích có. Đây và bây giờ là Lóng sẽ di chuyển ra phía ngoài để các bạn biết được là cái phong cảnh ở phía ngoài này nó như thế nào luôn các bạn nhé. Ở đây là gồm có những cái phiến đá này được chảy róc rách, nhìn cảm giác là có một cảnh gì đó rất dân dã luôn các bạn.
Đi nào ơi, đi ra ngoài đi nào con. Đi ra ngoài đoàn nữa coi hòm ăn chí. Có nghịch được không? Khoát đấy, khoát miệng của quay em không? Chuồng đừng dưới mà khoát. Và đấy là Phan Lina đang ngăn tải nghiệm cái đi qua cái cầu. Có đi gặm đi qua cầu đó không? Để rửa chấn cái đá. À, để rửa chấn. À, ui chả tớn lắm. Rồi, đi tư khéo không rợt nha, rồi xuống tùm nó là cả đợp luôn á. À, ai trải nghiệm của Lina đi qua một chiếc cầu nhỏ nhỏ xinh xinh. Ui chả thơ quá. Nín thơ. Rồi, như vậy là Phan Lina đã qua đến nơi. Thấy không? Tắm không? Hả? À, ra bơi không? Không làm bơi à? À được. Nếu mà phạt được cho mạnh, đừng có đá đổ ướt bẩn. Đừng nóng đi, phạt được lên cho mạnh một cái không? Đừng có, phạt được lên, phạt được cho mạnh. Hai tay. Phạt lại. Yeah. Phạt thật cho đẹp bố. Phạt vừa phạt máy lên cả người. Lần đầu tiên được đi trên nước cũng biết khoát. Phạt tẻ nước quá em nhỏ. Wow. Thôi, phạt nữa không? Đi vào đi. Lành lắm phù rồi. Hai bố con đang còn trải nghiệm vượt quá những chướng ngại vật, đó là những bậc thang được làm bằng đá. Vào mùa hè nắng nóng thì nó khô ráo, nhưng mà vào nếu trời mưa là nó sẽ trơn đấy các bạn ạ. Phạt cát nước hả? Đây là cảm giác được đi chuyển du lịch như thế nào? Rất lành. Rất lành hả? Đây các bạn, tức là thời tiết mân cực kỳ nắng nóng thì vào đây là cảm giác rất thoải mái, bởi vì là đem cho ta một cái không khí mặt lành luôn. Còn thời tiết mà chỉ khoảng tầm 38-39 độ thì vào đây cũng có một cảm giác là lành thôi. Hai bố con đang mặc áo ấm đấy các bạn. Và bây giờ là bọn nó sẽ di chuyển tới một điểm khác nhá. Đấy, và như vậy là khách du lịch của Pháp cũng đã trở về tham quan ạ. Và đáng tạo cho mình một cái bức ảnh để làm kỷ niệm đấy các bạn. Hello. Qua đây khi bạn trở về đấy sẽ được trải nghiệm một cái mặt sát tự nhiên, đó là bình yên cho cá nó biển. Anh khi cảm giác cá biển nó như thế nào? Rất thú vị. Chắc là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cái này đúng không? Không phải là đúng hồ nhân tạo. À thế à? Anh cảm giác là cá gì ở nhiều thì sẽ chờ chắn mình rất nhiều. Đấy các bạn, khi bạn trở về đấy không được ra được tắm mát ở trên dòng sông con thác đập thác Thế Keo này, thì các bạn cũng được trải nghiệm một cái đó là
đỉnh im cho cá gì ạ? Đó là một cái mặt xã tự nhiên và rất phong phú, chỉ có ở xã Khe Kem, huyện Con Cuông, bởi cỏ và các bạn. Đấy, đấy là ánh tay của nước Pháp trở về đây. Khách du lịch ở đấy rất nhiều. Khi trở về đấy là có một cái gì đỏ là cuốn hút được khách ở đấy. Hello. Ok. Và như vậy là thời tiết cũng đã se lạnh và thời gian cũng đã trở về muộn rồi các bạn ạ. Lóng xin dừng video tại đây ha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới. Và đặc biệt là với những bạn nào chưa được trải nghiệm khám phá cuộc sống của đồng bào dân tộc Thái, cũng như là điểm du lịch Phả Khe Kem, điểm du lịch Phá Lai và Khe Nước Mọc, cũng như là tận hưởng những món ăn ẩm thực của các đồng bào dân tộc ở khu vực này này, thì nhanh tay liên lạc theo số điện thoại 0374997368 cho Lóng ha. Lóng sẽ hướng dẫn cũng như là đặt tour cho tất cả các bạn. Bên cạnh đó nữa là sẽ có những cái video và những bức ảnh rất tuyệt vời cho gia đình cũng như là tour của mình. Còn bây giờ Lóng xin nói chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp ha.